Với cái con Corona 2019 này á, nó gây ra cái dịch như vậy thì mình có cái thuốc gì để đặc trị hay không? Thì các bạn biết cái thuốc Remdesivir này nè. Thì cái thuốc này á, người ta xài ở Mỹ. Ở Mỹ có một cái bệnh nhân, cái ông đó ổng tiến triển đến cái viêm phổi rất là nhanh. Ổng bị nhiễm cái con Corona virus 2019 này, diễn tiến tới viêm phổi rất là nhanh. Và ở Mỹ thì người ta sử dụng cái thuốc này, Remdesivir này, người ta tới sử dụng cho cái bệnh nhân đó, thì người ta thấy là cái hiệu quả đáp ứng rất là tốt. Thì cái Remdesivir này nó là như thế nào? Có phải là cái thuốc đặc trị cho cái con Corona 2019 này không? Thì cái Remdesivir này đó, nó được cái công ty Gilead Sciences này, cái công ty này của Mỹ ha, và chuyên nghiên cứu những cái thuốc thị trường để điều trị các bệnh như HIV, viêm gan B, viêm gan C, influenza cúm thường đó. Thì cái công ty này năm mà bị cái con Ebola đó, dịch Ebola, thì công ty mình phát triển cái thuốc Remdesivir này. Thì cái thuốc này cho cái hiệu quả rất là tốt trong điều trị cái Ebola. Nhưng mà sau đó người ta nghiên cứu thêm, người ta thấy cái thuốc Remdesivir này nó cũng có tác dụng tốt ở một số các cái bệnh khác. Đặc biệt ở đây mình chú ý là cái bệnh MERS và cái bệnh SARS, là hai cái thành viên trong cái gia đình Corona này. Cho nên là đến năm nay, năm 2019, thì khi xảy ra cái dịch Corona này thì người ta mới sử dụng cái Remdesivir này, và kết quả người ta thấy cũng có đáp ứng tốt. Thì các bạn biết là khi mà bị xảy ra cái đợt dịch ở Vũ Hán, Trung Quốc đó, thì cái công ty Gilead này đó cung cấp Remdesivir cho một số lượng nhỏ bệnh nhân ở đó để người ta nghiên cứu cái hiệu quả của nó như thế nào. Thì bên Trung Quốc người ta điều trị cái con COVID-2019 này bằng cái Remdesivir, đồng thời người ta cũng nghiên cứu thêm, người ta sử dụng thêm các cái thuốc khác, ví dụ như là Loroquin là một cái thuốc điều trị sốt rét, và Lopinavir hay là Ritonavir, đây là cái thuốc điều trị HIV. Thì người ta thấy kết quả đó là cả ba cái thuốc này nè, nó đều có cái, dường như là nó có hiệu quả ức chế tốt.